To chưa? Đã yếu thế rồi. Rồi. Được chưa? Được rồi. Ăn hay rồi. Chén đi. Đấy, mời anh em đi. Mời anh em nhá. Nó ở cái tầm chất. Này, con này ngon đấy. To ấy. Ngon không? Bác. Ngon. Ngon quá. Đây này, phê. Đây. To này. Thế chưa? Cái kép ấy. Kép. Kép ruộng, kép đồng. Bao nhiêu con? Đếm thử xem là mấy con. Có ăn được nhiều con không? Đấy. To chưa? Con ếch thì không ăn được đâu nhá. Ăn được con cá thôi. Đây, thô còn đây. Sại chết chết thôi. Tám chứ tội. Thành 67 con. Đấy. À. To chưa? 84 con. Đạp cá này nhá. Chưa? Thấy chưa? Cá này to chưa? Còn con to này. Này. To này. Con này đạp thế. To này, cá to này. Đây. Đấy. Bọn mình chỉ ăn cá chép thôi nhá. Được chưa, đỉnh cao chưa? Đỉnh cao chưa? Ừ. Đấy, to chưa? Rồi. Bắt đầu, xong lại. Cái này ta bắt mọi người nhá. Phải ý nữa. Ủa đi cái này. Đấy. Sao mà? Sao nó mà? Đấy. Tôi luống ở đâu? Luống mít cưới đâu? To chưa? Đã yếu thế rồi. Rồi. Được chưa? Được rồi. Ăn hay rồi. Chén đi. Đấy, mời anh em đi. Mời anh em nhá. Đấy, đấy, đấy. Ừ, thấy đó. Ngon đấy. Nhìn ngon chưa? Đây. Cá còi nhá. Ôi, to chưa? Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Cắt thôi. Ừ. Ngon thế nhỉ? Này, dốc đây. Ừ. Gì vậy? Này, con này ngon đấy. Được to đấy. Ngon không? Bác. Ngon nhỉ. Ngon quá. Đây này, phê. Đây. Nó ở cái tầm chất. To này. Thế chưa? Ngon lắm. Ngon ạ. Ngon. Ồ, lít mà. Cái hô lít đi nè. Cái cây rồi. Cái nó không rồi. To chưa hả? Ngon.
đi, đâu có đường đi, đường đi. Bắt chừng uống, bắt chừng uống đâu. À. Ngon chưa? Phải chín cắn đây nè. Này, nhớ đậu sẽ. Đậu sốt đấy anh. Sốt đậu mới đây. Thả và đi đánh bạc. Đấy, đấy đấy, nhảy mới nhảy mà, đã nhảy mà. Sướng này, con này. Đã nhảy chưa? Sướng lắm. Ngon lắm, to. Đấy bắt. Với tao mình hoàn đấy. Với tao hoàn. Nó có cắt đấy. Ừ, vô. Thì ngon lên vơi nát cho tôn không? Sướng quá, sướng lên vơi. Sướng quá. Đó, đó. Sướng quá. Mọi người ạ. À. Hết rồi, còn một hai con thôi. Đây. Rượu thì cũng say rồi. À, bây giờ quán hết hai bom rồi. Đây. Bây giờ mình ăn hết rồi, quán là 30 con rồi đấy. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Bây giờ hút thuốc lào nữa. Bye bye mọi người nhá.